Xin chào tất cả các bác, chào các bác lại đến với kênh của Minh Chính Audio Bình Định. Thì sau đây em sẽ giới thiệu cho các bác là hai dòng dây monitor, dòng dây AV nha các bác, AV. Và chi tiết sản phẩm giá cả sẽ nằm trong video này. Thì mời các bác. Vâng, và để mua sản phẩm bên em, các bác chỉ cần cho em tên và địa chỉ thì em ship hàng tận nơi. Đối với những sản phẩm giá thành nó không cao thì các bác rất là ngại ra ngân hàng hay là bưu điện gì đó để chuyển khoản, thì bon chen nó rất là mệt mỏi, số tiền không lớn, thì bên em sẽ ship code và giao hàng tận nơi để các bác kiểm tra hàng và thanh toán. Tất cả sản phẩm bên em bán ra đều bảo hành cho các bác là xịn sò, chất lượng âm thanh được kiểm tra và kiểm định bởi em là test hàng sản phẩm, những cái sản phẩm mà em đưa ra. Và đây là những bộ dây monitor AV nha mắt. Video này em sẽ giới thiệu AV thôi, AV của monitor. Đây là 5 bộ AV monitor dòng cao cấp nha các bác, dòng cao cấp. Dòng này em về được 5 bộ nha. Dòng dây lõi 3.0 mạ bạc cao cấp của monitor, các bác thấy nha. Dòng này thì tích hợp cho các bác chơi những dòng âm ly high end cao cấp, tại vì dây chất lượng rất là hay nha các bác. Sử dụng đầu rất WKBT model là 0152 siêu, các bác thấy nha. Đầu rất này cực kỳ là cao cấp nha. Đấy. Các bác mua hàng á, hàng xịn phải có để dùm em cái rack. Cái rack là cái phần cực kỳ là quan trọng của những đầu tiếp nối của âm ly. Và bộ dây này bên em đang phân phối là giá 2 triệu đồng một bộ nha các bác. Dây dài 1,5 m nha. Dòng dây cao cấp em không, đợt này không nhập dòng dây 1 m nha. 1,5 m. Nó sẽ tiết kiệm cho các bác khoản tiền hơn. Chúng ta thêm có vài trăm ta mua được 1,5 m, sau này lỡ đâu cây dài chúng ta nó kéo dài ra thì ta vẫn dùng được con này. Các bác thấy nha, chất lượng nha. VSBT 0152 nha, là phiên bản đầu rack nâng cấp của VSBT 0102 nha các bác. Đây là đầu rack 0102 AG lên phiên bản dây cao cấp hơn, hãng đã nâng cấp lên là đầu rack là 0152 CEO. Đầu rack này to hơn và tiếp nối kết nối nó cũng chất lượng hơn. Vàng 24K, chống oxy hóa nha, xài muôn đời luôn nha các bác. Dây này nghe phiêu luôn, giá 2 triệu đồng rất là đáng. Về được 5 bộ nha các bác, 5 bộ nha. Và đây một model cũng tầm tiền mà bên em luôn phân phối cho các bác là vẫn model là 850 SVW. Đây là phiên bản đầu rack VKBT 0102 AG. Đây, đầu bạc nha, rất là phiên bản là bạc chống oxy hóa luôn nha. Đây, rất xịn hết cho các bác. Giá là 900 ngàn một bộ nha các bác. 900 ngàn một bộ, giá đã bao ship toàn quốc cho các bác nha. Em còn là về được 2, 4, 6 bộ nha, 6 bộ. Và đây là phiên bản rack carbon của Furutech nha các bác, phiên bản của Furutech. Tất cả dây là dây nhập hết nha các bác, dây nhập nha. Đầu rack là rất xịn nên là đều phủ lớp chống oxy hóa nha, nên các bác sẽ xài muôn đời nó không bị ố hay là như những rack rỉ tiền. Những cái rack này nó đều có rack loại nhái hết nha các bác. Đấy. Thì bên em bán là phải là đủ xịn hết cho các bác nha. Các bác nhớ theo dõi kênh, chỉ có những cái video nó thú vị để các bác tham khảo nữa, chứ không những cái video đâu. Đấy. Vẫn 900 ngàn một bộ dây VKBT, dây monitor 850SVW. Dây này dài 1 m nha các bác. Các bác nào lấy rack carbon thì xài Furutech thì xài lấy dây này cũng 900. Về chất âm hai dây này y chang nha, chỉ là phiên bản hai đầu rack khác nhau. Nếu các bác xài âm ly cổ thì các bác lấy cái này nha, âm ly cổ, tại rất những cái rack AV âm ly cổ nó sát nhau, chúng ta lấy VKBT 0102 này thì cắm nó tuyệt vời hơn. Còn nếu các bác sử dụng những cái âm ly high end, âm ly đề mới thì ta dùng rack này, ok, đều là rất khó nha các bác, đều rất khó hết. Giá 900 ngàn một bộ, riêng những bộ này nó cao cấp hơn thì nó là giá là 2 triệu. Những bộ này là cấu hình là đồng oxy cốt đồng đỏ nha, oxy cốt đồng đỏ,
rất là thích hợp cho các bác nghe nhạc vàng, nhạc cổ điển, tiếng mộc mạc, dày tiếng, thích hợp chơi AR, chơi những dòng loa cổ Pioneer, Sansui, loa Advent vân vân. Những dòng loa Mỹ thì đánh loa này, cái dây này rất là hay. Mà chơi tăng noise hoặc là Ribe dòng lớn BBW thì các bác chơi cái dây này 1,5 triệu. Dây này thì em trải nghiệm là nghe y chang cái về chất âm, nó y chang nó cái con Matt Levinson mà lúc trước em hay bán 1,8 triệu. Con này đắt hơn nha, đắt hơn 200 ngàn, nhưng mà âm thanh con này rộng hơn tại chất liệu người ta phủ bạc nhiều hơn. Giá là 2 triệu một bộ, em về được 5 bộ nha các bác. Tôi thấy đầu rất nhìn hàng cao cấp có khác nha các bác. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác nào có nhu cầu về những sản phẩm dây AV của Monster cao cấp chất lượng thì liên hệ trong qua 2 số điện thoại này. Các bác cho em tên và địa chỉ qua tin nhắn hoặc là gọi điện cho em, đọc cho em có thể ghi và gửi hàng cho các bác. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại các bác video tiếp theo.